Sau 2 ngày diễn ra với các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ tư năm 2023 do Trường Chính trị tỉnh tổ chức đã thành công tốt đẹp. Dự lễ bế mạc có lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tham dự hội thi, 20 thí sinh là học viên của 5 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung đã hoàn thành xuất sắc 2 phần thi, gồm thi viết, thi thuyết trình. Trọng tâm là những kiến thức đã được học. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các học viên xuất sắc. Hội thi nhằm khuyến khích học viên chủ động tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Đây cũng là dịp để nhà trường đánh giá thực chất việc giảng dạy, giúp học viên tìm ra phương pháp học tập hiệu quả, tiếp tục xây dựng hoàn thiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của tỉnh.